thuyết phục Thu Minh, nếu mà không có chung thuyết phục Thu Minh thì chắc có lẽ Minh đã không có tham dự bước nhảy vàng vũ trong năm vừa rồi. Và đặc biệt cảm ơn anh Minh, tổng giám đốc công ty Cát Tiên Sa, bởi vì có anh thì mới có tiền làm. Chia sẻ với mình những cảm giác cực nhọc, Nguyễn Vũ, anh Đại Nghĩa, Thanh Thúy, rồi còn rất là nhiều những người bạn nữa, Alex, rồi Vesta, Anna, những người bạn Vũ Công, Vumeri còn ở lại đây, những người chứng kiến và chia sẻ với chúng tôi những điều mà chắc có lẽ ở bên ngoài mọi người không bao giờ biết được. Nhìn rõ bản chất bản chất thực sự của từng con người và gương mặt thật, không có trang điểm, không có tô son điểm phấn khi mà gặp nhau ở ngoài đời. Đó là những tình cảm mà Thu Minh có được, những kỷ niệm mà Thu Minh có được, và một cái kinh nghiệm sống nữa, đó chính là qua chương trình này Minh cảm thấy mình trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hơn, biết nhẫn nhịn hơn. Và I love bước nhảy hoàng vũ. I love people. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta đứng ở đây, chúng ta có buổi tiệc này, Thu Minh muốn nói lời cảm ơn nữa đến Vasco. Vâng, Vasco và Alex. Yes, toàn bộ nhân viên của Vasco. Yeah, you did a good job. Hồng Anh, chị Hồng Anh, vâng, chị Hồng Anh, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Chu Thị đã giúp Thu Minh và đã cùng với Vasco tạo cho chúng ta một cái buổi tiệc với những thức ăn thật là ngon trong buổi tối ngày hôm nay, rượu và nước đầy đủ, và các bạn chúng ta có thể uống say đêm nay và nhảy đúng không? Thank you. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Thu Minh muốn nói một điều nữa, đó chính là cảm ơn những người bạn đồng nghiệp của Thu Minh, những người mà đã luôn luôn, cứ mỗi lần mà theo dõi chương trình và thấy Thu Minh có bị sa sút phong độ thì đều gọi điện và ủng hộ tinh thần của Thu Minh. Anh Kỳ Phương, rồi chị Mỹ Lệ, Đa Thân Ly, Đức Tuấn, Đoan Trang cùng đồng hành với Thu Minh trong chương trình, và rất nhiều những người khác nữa, mà Tú, Tam Ca, Áo Trắng, những người bạn mà có lẽ là không thể nào kể hết ra được trong đêm nay. Tuy nhiên ngày hôm nay các bạn đến đây cùng với Thu Minh, mình không có muốn nói nhiều, chỉ biết gặp lại chúng ta đêm nay, chỉ nói một vài câu đơn giản thế thôi, nhưng mà mục đích chính đó chính là ăn chơi sa đọa tối nay. Yeah. Đẹp hơn bình thường đúng không ạ? Vâng, cảm ơn Thư Jolie Molly, cảm ơn em rất nhiều, bộ đồ này là của Thư Jolie Molly. Và ngày hôm nay tất cả mọi người đến đây ăn chơi, yes, và Thu Minh muốn nói một lời cảm ơn nữa là trong cùng đồng hành với bước nhảy hoàng vũ là những người bạn đã giúp cho Thu Minh có những cái make up rất là ấn tượng, và những tóc và những bộ trang phục nữa. Thu Minh cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và hôm nay thì một điều nữa đó chính là mọi người đến đây ăn chơi vui thật là vui, và lại có quà mang về, và món quà này là CD album mới của Thu Minh mang tên Body Language.
Và Thu Minh hân hạnh giới thiệu cùng với tất cả các anh chị và các bạn ekip cùng làm nên Body Language. Xin hãy mời một tràng pháo tay dành cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Và nhà thiết kế Dũng Zoko. Và nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Bác Nam đâu rồi? Trời ơi đó, lầm của bác Nam thấy chưa? Tí nữa là... có thể nói rằng là vế bên đây á thì là đã quen mặt rất là nhiều trong năm những năm vừa qua với những sản phẩm âm nhạc của Thu Minh. Và Thu Minh nghĩ rằng là cho đến hết cuộc đời ca sĩ của mình thì chắc Thu Minh cũng vẫn sẽ cứ ở đây và gắn bó với những khuôn mặt này, bởi vì không có ai yêu Thu Minh nhiều như Bác Nam và Dũng Zoko cả. Đó là điều mà tạo nên động lực để cho hai người tạo làm cho Thu Minh đẹp và làm cho Thu Minh lạ cả. Và một người bạn mà trên cõi bước đường sự nghiệp của Thu Minh, một người em mà Thu Minh may mắn có được trong thời gian này, đó chính là Nguyễn Hải Phong. Và với thành công của Đường Cong, Thu Minh hy vọng rằng là sẽ tiếp nối những thành công trong những bài hát tiếp theo của album Body Language. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Vâng, và ngày hôm nay Thu Minh cảm ơn bố mẹ, anh Cương và các cháu đã đến chơi cùng với con. Cảm ơn tất cả những nhân viên của TM Solution đã tạo cho chủ tịch hội đồng quản trị là Thu Minh mà không bao giờ biết nhân viên mình là ai cả. Bởi vì đã không bao giờ đến công ty đâu. Nhưng mà cảm ơn tất cả các em, cảm ơn Vi, rồi cảm ơn Khoa, cảm ơn Tuyền, tất cả những em khác. Và đặc biệt một người em nữa Thu Minh muốn nói lời cảm ơn, đó chính là bé Thảo. Đã luôn luôn ủng hộ và theo sát Thu Minh trong những năm tháng vừa qua. Và bây giờ Thảo ơi, một người bạn nữa của Thu Minh đó là Thủy Tila, một người cùng đồng hành với trong sự nghiệp của Thu Minh trong những ngày vừa rồi nữa. Thảo ơi, trong kịch bản của em có gì không Khoa? Hết chưa? Còn không có chị. Cho em lên em cướp diễn đàn xíu đi. Từ nãy giờ em thấy là tâm sự nhiều quá. Ai vậy? Chị Kỳ Duyên, chị Kỳ Duyên mới tới phòng hả? Come on, chị Kỳ Duyên lên đây nào. Come on, come here. Một tràng pháo tay cho MC Kỳ Duyên. Yeah. Thật là ký, chị lên đây nào, chị lên đây đi em. No, oh my god. Vỗ tay cái anh chị ơi, cho không khí là hạnh phúc hơn đi. Và ngày hôm nay thì Thu Minh rất là vui. Chị Hạ Vy là người chứng kiến sự trưởng thành của em trong từ những khi em 16 tuổi, phải không chị? Còn chị Kỳ Duyên thì là người chứng kiến em vào những ngày đầu tiên em bước vào thị trường hải ngoại. Thưa quý vị, mỗi lần mà Thu Minh đi ra hải ngoại để trình diễn á, thì bao giờ Thu Minh ra diễn là Kỳ Duyên cũng ngồi ngoài sân khấu coi. Và bao giờ cũng rất thích thú coi, bởi vậy thành ra chị hoàn toàn không ngạc nhiên khi em thắng cái giải này. Em mà không thắng thì chị mới ngạc nhiên, chứ thắng là trưởng thường. Congratulations. Yes.